Chào các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của hành trình Colin Passion The Second Year 2018. Hôm nay đoàn đang ở Đà Nẵng. Hôm nay là ngày 9 tháng 3, một buổi sáng rất là đẹp, thời tiết rất là lạnh ở tại Intercontinental Đà Nẵng. Hành trình lần này đã mang tới cho tất cả các thành viên Colin Passion một cảm xúc rất là phấn khích, vui. Và có thể nói là tất cả mọi thành viên những ngày vừa qua, cả một tuần vừa qua là sống với nhau như một gia đình nhỏ. Mọi người đều cố gắng góp sức từ những cái nhỏ nhặt nhất cho tới những cái vấn đề lớn. Mọi người đều cùng nhau để tạo ra một cái hành trình xuyên suốt từ phía Bắc, xuất phát từ Hà Nội đến Sa Pa, sau đó là quay về Hà Nội và chặng đi Ninh Bình, từ Ninh Bình, Quảng Bình và kết thúc tại Đà Nẵng. Qua Car Passion lần 2 thì Cường thấy được rằng là ngoài những cái đam mê về xe thì anh em có thể ngồi lại với nhau, gắn kết với nhau, tạo ra được một hành trình xuyên suốt cả một tuần lễ và mọi người đều rất là vui. Và qua cái hành trình này thì mọi người cũng đã cùng nhau góp một ít công sức, có thể là làm những hoạt động từ thiện, có thể giúp đỡ những trẻ mồ côi hoặc là đi đến những danh lam phong cảnh đẹp của Việt Nam. Và qua hành trình này thì Cường cũng xin gửi đến tất cả mọi người lời cảm ơn chân thành.
về anh Sơn, giám tổng đốc của Sun Group, anh Long là tổng giám đốc của Rima Resort Đà Nẵng và một số những đơn vị tài trợ khác. Sun Spa Resort Quảng Bình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Hoàng Anh cùng toàn thể gia đình đã hỗ trợ đoàn một cách rất là nhiệt tình và trong một không gian rất là ấm cúng và tổ chức một cái gala dinner thật là tuyệt vời. Và nhân đây cũng xin gửi đến lời cảm ơn đến anh Hứa Hà Phương là trưởng đoàn của Car Passion lần 2 năm 2018. Anh đã tổ chức một chuyến đi với đầy nhiệt huyết và gắn kết tình nghĩa của anh em lại một cách rất là bền chặt, và tôi hy vọng rằng là những cái chuyến hành trình tiếp theo của Car Passion sẽ đưa tất cả mọi người đến gần với đam mê hơn nữa, và cũng là một cái dịp để đưa tất cả những danh lam thắng cảnh Việt Nam mình có thể là được giới thiệu đến bạn bè khắp năm châu trên thế giới. Việt Nam mình cũng rất là nhiều cảnh đẹp các bạn ạ. Nếu có dịp các bạn hãy cứ xách ba lô lên và đi. Hai mọi người, tôi là Cường Võ, số xe từ 04 đi cái Ferrari 458. Lần đầu tiên tham gia với cái hành trình này rất là happy, feel nhiều, anh em cảm thấy hòa đồng, mong là cái hành trình này nó được tiếp tục cho anh em mình có một cái sân chơi mới. I love you. Hello mọi người, tôi là Đỗ Đức Chính, tôi chạy chiếc Ferrari F12 biển số 82940. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Car Passion 2018 và tôi thực sự cảm thấy nó rất là thú vị, rất là phấn khích. Tôi hy vọng rằng cái hành trình này sẽ được giữ tiếp tục cái phong trào này để từ nay trở đi cho mọi người có một cái sân chơi rất là thú vị. Bye bye. Tôi thực sự rất là ấn tượng khi tham gia cái hành trình Car Passion. Qua cái hành trình này chúng tôi đã được sống cùng với nhau trong suốt thời gian khoảng 10 ngày, cùng chung một niềm đam mê đi trên cung đường với những cảnh đẹp rất là hùng vĩ. Qua đó chúng tôi thêm yêu đất nước mình hơn và truyền tải những cái cảnh đẹp đó với anh chị em bạn bè khi mà chúng tôi quay trở về từ hành trình. Như các anh chị cũng đã biết, hành trình nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng tôi được sống cùng nhau, được một lần nữa cùng nhau trải nghiệm những đam mê. Hy vọng là Car Passion không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra bên ngoài Việt Nam nữa, để chúng tôi có thể có cơ hội chia sẻ những cảnh đẹp, những đam mê với các bạn bè khác trong khu vực cũng như là trên thế giới. Tôi là Phan Mạnh Hà, tôi đi chiếc số 3 Lamborghini màu xám. Rất vui được gặp các bạn. I love Car Passion, I love Vietnam. Thank you. Chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Tấn Tài, tôi lái xe Huracan màu trắng số 6. Số xe của tôi là 73425. Tôi mong rằng sắp tới tôi được lái xe cùng các bạn. Điều hạnh phúc nhất cả cuộc đời của tôi là được lái xe cùng với Car Passion. Em tên là Bùi Văn Huy, em bên tổ hậu cần và cùng đi xe số 04. Thì chuyến đi này rất là vui và mong muốn là các lần sau sẽ cùng được với anh em tham gia đoàn Car Passion. Tôi tên Trần Mục Phú, đi xe 08. Chuyến đi này tôi cảm thấy rất là vui vẻ. Tôi mong muốn đi làm lần thứ hai. Tôi là tên Ngô Văn Tư, tôi lái xe 05, lái xe là Lamborghini Aventador. Tôi rất vui khi đi hành trình Car Passion này, tôi mong được lần đi kế tiếp gần nhất. Xin chào. Tôi tên Nguyễn Sa Vi Nhiệm, đây là chuyến tham gia đầu tiên của tôi đối với Car Passion. Một cái chuyến đi trải nghiệm những cung đường và cùng kết nối giao lưu với anh em. Một cái điều sau đây tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng là mong có những chuyến đi gần nhất trong năm 2019. Tôi là Hoàng Kim Khánh, hiện tại tôi đang sử dụng chiếc Lamborghini Aventador S. Thì trong quá trình tham gia cái Car Passion 2018 thì tôi cảm thấy rất là vui. Tôi hy vọng rằng là tất cả các anh em đến trước sẽ tổ chức những cái Car Passion tiếp theo để cho anh em được có những chuyến đi rất là thú vị. Cảm ơn ạ. Những cái ngày rất là vui và hy vọng là năm sau mọi người cũng tổ chức xong và mình cũng vui như thế này nhé. Chào cả đoàn nhá. Tên tôi là Phan Thị Mai, vợ của ông xã Hoàng Kim Khánh. Chuyến đi này thực sự rất là thú vị. Và sẽ tiếp tục đồng hành cùng với ông xã cùng với cả đoàn luôn nhé. Chào tất cả mọi người, mình là Lê Thị Trang, là vợ của anh Đỗ Đức Trinh. Chuyến đi vừa rồi là thú vị và
là đã cho mình những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và rất mong là Car Passion sẽ mau chóng tổ chức thêm nhiều những cái chuyến đi khác nữa để cho chị em mình được đồng hành cùng với lại các anh em ạ. Tôi là Lê Nhã, đây là lần đầu tiên tôi tham gia Car Passion và tôi cảm thấy trong chuyến đi này mọi người rất là yêu thương nhau và đem lại rất là nhiều ý nghĩa không những cho đoàn còn cho rất là nhiều những cái nơi mà những chặng đường tôi chia tay và tôi cảm thấy rất là nhớ mọi người rồi. Xin chào, mình là Trang. Có thể nói là mình là bạn đồng hành của anh Cường. Thật sự thì đây là lần đầu tiên Trang tham gia Car Passion với anh Cường. Chung một cái niềm đam mê đó là hai đứa đến với tốc độ. Cho nên là có lẽ là cái cuộc đồng hành này nó đem lại rất là nhiều kỷ niệm và rất hy vọng là sẽ có những cái cuộc đồng hành tiếp theo đi những cái chặng đường dài với nhau hơn nữa. Và thực sự rất cảm ơn anh Cường đã tạo điều kiện và đã tạo cho mọi người có một cái buổi giao lưu và gặp gỡ và một sự đoàn kết mạnh mẽ như thế này. Xin cảm ơn rất nhiều. Tôi tên là Nguyễn Hà Phương, là trưởng đoàn Car Passion 2018 năm nay. Lời đầu tiên tôi chân thành cảm ơn đến các anh, các chị và tất cả các thành viên trong đoàn đã chung sức góp phần tạo thành công Car Passion 2018. Trong hành trình này với 7 ngày ngắn ngủi nhưng thời gian rất là ấm cúng và chúng tôi như một gia đình. Tôi trong chuyến đi này tôi rất là vui vì đã tổ chức và tham gia cùng anh trong